Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người thực hành vẽ cái mô hình 3D trên phần mềm SOLIDWORKS. Thì đầu tiên, để vẽ được một cái mô hình 3D, chúng ta cần phải nhìn vào cái mô hình đó có những cái gì, điểm gì. Thì chúng ta nhìn vào cần biết những cái phần nào, những cái đối tượng nào có đối xứng qua. Đấy. Hay là cái mô hình này nó bắt đầu phát thảo từ cái bề mặt nào, phân, tốc, hay roi. Đúng không ạ? Rồi, bây giờ đây sẽ vẽ lại cái bài tập này nhé. Rồi, đây là bài em đã vẽ xong. Đây, chỉ cần có 3 cái feature thôi thì em đã vẽ ra được một cái khối này rồi. Đây. Thì mọi người vẽ, lưu ý nhé, mọi người vẽ làm sao mà để cái số lượng cái feature này càng ít càng tốt. Đấy. Vừa chúng ta có thể tiết kiệm được cái thời gian, vừa cái mô hình của chúng ta sẽ được giảm thiểu cái dung lượng, nó sẽ nhẹ đi ha, nó sẽ dễ nhẹ đi, và chúng ta có khả năng và chúng ta là dễ chỉnh sửa cái mô hình, dễ kiểm soát ha. Ok, bây giờ em tạo cái new mới này, Ctrl+N tạo cái new block mới ha. Đây đúng không ạ? Thì đối với cái mô hình này, đầu tiên thì chúng ta sẽ chọn cái mặt phẳng phân top right cho mặt nào, đúng không? Nếu như lúc đầu chúng ta không biết nè, thì chúng ta xô lên ba cái mặt phẳng này lên, đúng không ạ? Xô ba cái mặt phẳng này lên. Đối với những người lúc đầu chưa biết, chúng ta xô ba cái mặt phẳng này lên. Đó, thì chúng ta add vào cái mô hình này. Đấy, add vào cái mô hình này. Xem là chúng ta bắt đầu vẽ từ cái mặt phẳng nào, ha? Để tránh trường hợp khi mà chúng ta vẽ chọn cái mặt phẳng xong, vẽ xong thì cái mô hình nó lại nằm ngược lại, hoặc là nó sẽ nằm không đúng cái thực tế ở ngoài mô hình ha. Thì việc quan trọng chúng ta cần phải chọn đúng cái mặt phẳng trước. Thì ở đây việc chọn cái mặt phẳng phác thảo đầu tiên thì chúng ta nên dựa vào cái mặt phẳng nào có ghi nhiều kích thước ha. Mặt phẳng nào thể hiện nhiều kích thước thì chúng ta bắt đầu phác thảo từ mặt phẳng đó. Ví dụ như ở đây chúng ta mặt right này, đấy, mặt top này, hay là mặt fun này. Đó, thì đối với cái mô hình này, đầu tiên mình sẽ chọn cái mặt right ha, mặt này để phác thảo. Ok, mình sẽ phác thảo trên mặt right này. Rồi, mặt right, chọn new sketch. Đối với cái mô hình này, chúng ta thấy phần bên này đúng không ạ? Phần bên này nó có đối xứng với bên này hai bên, thì chúng ta chỉ cần vẽ một bên thôi, sau đó chúng ta sẽ làm mirror qua, đúng không ạ? Chúng ta sẽ mirror qua để tốn nhiều thời gian. Giờ ở đây em sẽ vẽ một cái trục lên trước, trục lên đây ha. Có thể em sẽ đã lấy cho nó kích thước luôn 60. Ok, rồi ở đây mình sẽ vẽ cái phần này đi ra, đi lên và đi xéo qua ha, vẽ lệnh line này. Mình đưa ra chuột ra tương đối thôi ha. Ở đây đi lên, qua, lên, xéo qua đây, chưa? Xéo qua đây, gióng cái hàng qua. Ở đây thì cái mô hình chúng ta thấy đi qua và vòng xuống đúng không? Chúng ta chỉ cần đi qua đây. Và ở đây chúng ta sẽ sử dụng là line tăng gần, chúng ta bẻ xuống luôn. Đây, bẻ xuống luôn, chứ không cần phải nhất thiết phải bẻ cái cung ở đây nữa ha. Chọn vào cái điểm này. Rồi, chúng ta có thể là lấy cái tâm này bạn trùng với cái này, chúng ta giữ Ctrl ha, chọn hai cái điểm đó. Rồi, việc còn lại thì chúng ta chỉ cần là lấy kích thước. Đây, mình sẽ lấy kích thước ở dưới, đầu tiên là 52 và 90 ha. Mình chọn vào cái cạnh này, chọn vào cái trục là kéo xuống, còn kéo qua đây là chỉ được nửa thôi ha. Chúng ta kéo qua bên này thì nó sẽ ra được kích thước 52. Tiếp theo là 90 này, 90. Đấy, chúng ta kéo xuống 90. Các bạn vẽ đối với cái mô hình các dạng bài tập thì người ta cho kích thước nào thì các bạn hãy sử dụng cái kích thước đó thôi, đừng có là làm cái theo cái cách cộng trừ mất thời gian ha. Ví dụ sau này chúng ta làm việc, ông sếp kêu bây giờ vẽ cái chỗ này 90 thì chúng ta vẽ 90, hoặc là 52 chúng ta lại lấy 90 trừ 52 ra cái khoảng này ha. Thì sau đó thì bây giờ kêu thay đổi kích thước
mà kích thước đa số này lẻ, có phải là chúng ta bây giờ phải tính lại cái khoảng này không? Rồi. Thì bây giờ chúng ta vẽ làm sao mà cho nó lấy ngay cái kích thước này luôn, trên cái mô hình này luôn ha. Rồi ở đây mình sẽ lấy cái kích thước chiều cao ở đây là 12 này. Phần này lên là 10. Đúng không ạ? Tiếp theo chúng ta sẽ lấy kích thước cho phần ở trên 60, đúng không ạ? 60. Ở đây ha, 60. Cái cung ở đây là R bằng 15. Ok, như vậy là mình đã lấy xong hoàn toàn các cái kích thước ở phía bên một nửa bên này. Các bạn lưu ý khi mà vẽ mô hình 3D nhé, thì chúng ta phải vẽ và lấy kích thước các relation làm sao cho nó đen full unified ha, phải đưa nó về chế độ full unified, đừng có để kích thước các cái đường line này nó còn màu xanh. Tại sao? Vì là khi mà chúng ta vẽ còn màu xanh, sau này mà chúng ta có chỉnh sửa thì các cái kích thước này hay là các cái đường line này nó sẽ chạy, nó không có cái một cái ràng buộc nào hết, thì nó sẽ chạy tự do. Và việc như vậy chúng ta chỉnh sửa cái mô hình sẽ là rất khó để kiểm soát ha. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ là mirror, đúng không ạ? Mirror thì ở đây các bạn chọn quét luôn hết cho mình, quét hết cái này cho mình, chọn mirror luôn. Tại sao? Thì đối với cái câu lệnh mirror như các bài trước mình đã nói rồi, ở trong cái sketch này nó có một cái đường line, nó có một cái đường center line. Đấy, đường center line này thì chúng ta chỉ cần là quét tổng hết tất cả cái này và chúng ta sử dụng mirror, đúng không ạ? Mirror thì nó sẽ mirror cho các bạn, chứ không, chúng ta không cần phải chọn cái cạnh ha. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ extrude này, extrude lên và feature, thẻ feature, chọn extrude board. Ở đây thì các bạn chọn là mid blend cho mình nhá, thì sau là mình còn là làm đối xứng nữa, nó dễ ha. Phần này mirror đối xứng nó cho nó dễ. Đây chúng ta sẽ nhập cái chiều sâu là 50 chưa? Đó. Thì bây giờ mình đã ra được cái khối này. Tiếp theo chúng ta sẽ xử lý cái phần này, đúng không ạ? Cái phần quét này ở đây. Thì chúng ta thấy cái bốn phần này nó có đối xứng, đúng không ạ? Bây giờ ok, bây giờ chúng ta sẽ phát thảo trên cái mặt này, chọn new, đúng không ạ? Phát thảo trên mặt này. Đó. Chúng ta vẽ một cái đường, vẽ một cái hình chữ nhật, ta có thể lấy từ cái vị trí này ở đây, đúng không? Ở đây thì mình sẽ vẽ hai cái đường trục cho nó, tầm cho nó ha. Quét hai cái đường này luôn, cho nó về center line ha, contraction. Ok, ở đây mình sẽ là lấy kích thước cho nó từ phần này qua quay này, đó là 46, đúng không ạ? Mình không có cộng trừ gì hết, mình chỉ lấy đúng cái kích thước trên cái mô hình này. Và phần này qua là 20. Đây ha, kích thước ở đây là 20 ha. Chúng ta không có cộng trừ, phần này mất thời gian, sau này chỉnh sửa nó sẽ là khó ha. 20. Ok, việc còn lại bây giờ mình sẽ là mirror. Chúng ta có thể là mirror ở ngay trong môi trường 2D này. Đấy. Hoặc là chúng ta sẽ mirror bên môi trường 3D. Nếu như mà chúng ta vẽ để chỉnh sửa cho đơn giản hơn ấy, thì chúng ta sẽ mirror bên môi trường 3D thì nó sẽ tiện hơn. Còn ở đây thì mình có thể là sử dụng mirror bên môi trường này luôn. Mình đã vẽ hai cái đường tam chiếu này rồi ha. Mình biết cái mô hình này là mình vẽ bài tập thôi, mình không có chỉnh sửa, cho nên mình mirror bên này luôn cho nhanh. Còn đối với việc mà chỉnh sửa thì chúng ta sẽ mirror bên môi trường 3D, sau này chúng ta sẽ dễ dàng kiểm soát hơn. Rồi, ở đây chúng ta sẽ chọn mirror này, chúng ta quét luôn cả cái này một cái, đúng không? Bên này nữa, chọn thêm cái này nữa luôn. Ok, 4 miếng rồi, 4 phần rồi, đúng không ạ? Rồi, việc ở đây chúng ta sẽ là extrude cut. Các bạn thấy độ sâu cắt từ chiếc mặt này xuống đây bằng bao nhiêu ạ? 34, đúng không? Lấy 60 trừ 34 là còn bao nhiêu ạ?
bây giờ mình học dốt quá là mình không biết được bằng bao nhiêu, đúng không ạ? Một là mình lấy cái máy tính nhà mình bấm. Đấy, mình lấy máy tính nhà mình bấm, bởi vì mình học dốt toán là mình không biết bằng bao nhiêu. Đó. Thứ hai, cách mà mình hay sử dụng đó là cái phần này, đúng không? Từ trên này là mình chưa biết, nhưng mà mình đã biết là phần này 34. Đề bài người ta cho 34, đúng không? Thì mình sẽ sử dụng luôn 34. Mình chọn đó là offset from surface. Chọn tới cái bề mặt dưới này, đúng không? Việc còn lại chúng ta sẽ offset. Offset from surface. Chọn vào phần này. Surface này, chọn cái bề mặt này. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ là nhập cái khoảng cách đó là 34. Chưa ạ? Bây giờ việc của em bây giờ là chả cần phải là tính toán cái khoảng là bằng bao nhiêu nữa, chả cần phải cộng trừ bao nhiêu nữa. Chúng ta chỉ cần offset from surface từ cái mặt này xuống mặt này bằng bao nhiêu thôi, đúng không ạ? Rồi, ok. Như vậy bây giờ chúng ta chỉ còn một cái lỗ này thôi. Thì ở đây cái đề bài này không cho cái lỗ phi này bằng bao nhiêu, thì mình có thể lấy, thì ở đây bài này em sẽ lấy là tượng trưng luôn ha. Em sẽ cho nó là phi 20 và đục là xuyên suốt. Ở mô hình này nó không có thể hiện. Đấy, thì em sẽ lấy luôn. Mình phát tiếp tục, mình phát thảo trên cái bề mặt này, vẽ một cái vòng tròn ngay cái tâm ha, góc tọa độ. Đấy, đường kính là 20. Ok. Tiếp theo chúng ta sẽ vào thẻ feature và chọn cái shortcut. Đấy, ở đây thì chúng ta sẽ là shortcut là thrown xuyên xuống. Ok chưa? Ha. Mình sẽ tắt cái bóng này đi ha. Ok. Như vậy thì em đã hướng dẫn cho mọi người cái cách để vẽ được cái bài tập. Bài tập số 1 ha. Tiếp theo anh sẽ vẽ nhiều cái bài tập nữa. Đầu tiên sẽ vẽ bài tập số 1 trước. Đấy. Mình chỉ cần 3 cái phương trở thôi. Không nên, chúng ta không nên vẽ nhiều. Rồi, ok. Như vậy là cái video hướng dẫn vẽ cái bài tập số 1 mô hình 3D này của em đến đây đã kết thúc. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video. Nếu như các anh chị thấy video này hay thì hãy giúp em đăng ký kênh, subscribe và chia sẻ cho mọi người cùng học. Đừng quên comment ngay ở dưới video nhé. Ok, xin chào tạm biệt tất cả mọi người.